Hello everyone, ok play game nha mọi người nhé. Let's go. The baby. Ok, mình tiếp tục chơi phần 2 của The Baby Tắp nhạc đúng không? Tắp nhạc. Nằm tạm đấy đi. Thay tã cho nó. Không được. Đặt ở đây mới được. Đấy. Nó phải đúng nơi đúng chỗ. Chạy. Tắt nhạc đi, mất thời gian. Thôi mình thoát khỏi nơi này nhá. Thoát ra khỏi cái nơi khỉ ho cò chó ấy ghê ta. Đừng giả vờ giả vịt nữa ông ơi. Ui. Quỷ thần đất hỡi. My god. Hình như là mình không được nhìn vào tivi sao ấy. Mình không được nhìn vào tivi. Mình không được nhìn vào tivi mọi người ạ. Hoảng sợ với ông cháu này. Bắt đầu gớm rồi ấy. Ai xa xa. Oh my god. Ho gì đấy? Không được vứt nó vào đây à, nó bắt mình luôn đấy. Chuồn thôi, các Mari ơi. Mình nhà chạy trốn khỏi nơi này nhé. Oh my gosh. My god. Oh my god. Oh. Holy shit.
Ok, hết game rồi. Mình cùng mọi người qua tựa game tiếp theo nhá. Let's go. Mình nghĩ là Mark này đi, mình chưa chơi Mark này bao giờ đấy. Surprise. Oh. Oh my shit. Dám bắt tôi à? Không ổn rồi, súng sấy rồi mọi người ạ. Wow, cái mác đẹp quá mọi người. Cậu sang bên kia nhá. Khó leo lên tầng quá. How are you? Ai cản tôi, ai cản tôi. Cẩn thận rơi xuống đây nhá. Ai à, con này này. Đâu nữa? Nó nhỏ xíu 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 cơ. Ví dụ như em này nè. Ây. Đâu rồi? Em đâu rồi? Ok. Qua game mới thì mình ăn được 19 kin rồi. Attack 88 nha.
từ mình lấy ít wifi vào trong game nhá, mọi người đợi mình tầm khoảng 5 giây thôi. Start game nè. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nhạc này hơi hơi to ra là nó ồn đến khả năng phán đoán. Mình sẽ giảm nhẹ nhàng nhá. Tới đây. Кажется, придется прыгать. Thì quái khô khô khi khi. Nghĩ gì vậy? Ô trời. Ô. Má, mình tưởng nó đi rồi chứ. Mình tưởng nó oảng và nó cắn mình đau quá. Qua màn 2 nha. Hơi rối loạn về màn một chút. Джек, Гарри, где вы? Ok, bắt đầu là đột nhập vào căn phòng này. Ây, không tắt được quảng cáo, sorry mọi người. Ok, sẽ đó. Đã bật điện thành công rồi. Bây giờ mình sẽ giết rô bằng dìu nhé. Tí mình sẽ giết rô bằng dìu. Sang trái check đi. Oh my god. Không có gì ở phòng à, không có gì đó. Ok. Đây. Всем, всем, всем.
Говорит профессор Антонов. Lấy chìa khóa nha, zoom bên ngoài kêu éo éo rồi mọi người ạ. Mày à. Ô hết đạn rồi mọi người ơi. Còn zoom nào nữa không? Mày à. Láo à. Kìa, chắc là mình sẽ chạy trốn thôi. Ok. Ai, màn boss nha. Nổ nổ đi. Rau má cỏ khiên đi. Phải khỏe tí đây. Ok, let's go. Tốc độ nha. PVZ là phải tốc độ 4 lần zoom liên tiếp cơ. Cái gì vậy? Thắm zoom thế? Chưa kịp khai sáng nữa. Không sao, không có con này. Đây à. Mình trồng nhiều rau rồi nha. À, trồng nhiều hoa, trồng rau, ăn nhiều hơi lú. Trồng nhiều rau là dở rồi. Dở nặng luôn này. Tỉnh dậy đi con. Thank you.
hôm thứ hai. Tao vẫn đợi, đợi nè, đợi nè. Mày đẩy tiếp đi. Đẩy nè. Ấy. Mình bật tốc độ âm giảm không? Papi Wimi. Có con chó này dây dài nhá. À! Má ơi. Lại nha. Lấy chìa khóa. À! Chạy thôi, hai con chó. Màn 10 năm. Mình phải chạy qua ông này. Mình có cái gì gọi là tàn hình không? Woohoo!
ăn được đâu. Câu game tiếp theo nha. Khá vất vả. Đua xe đi. Hai game này đi. Wow. Ghê rồi. À, nhiệm vụ của mình là qua mấy con lại nhá. Mình chưa hiểu lắm. Kiểu vượt ải à? Gì gớm vậy? Nghỉ ngơi tí nào. Ui giời. Gì? Đố tôi à? Ui, không để ý. Hơi chán đúng không mọi người? Video của mình đến đây là kết thúc nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người video sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye nha.